Châu Viên Lâm hay còn gọi là Khô Châu là một kiến trúc lâm viên ở trong nội thành của thành phố Tô Châu, lấy khuôn viên tư gia làm chủ đạo, bắt đầu từ thời Xuân Thu, hình thành vào thời Ngũ Đại, hoàn thành ở thời nhà Tống và hưng thịnh vào thời nhà Minh. Vườn cổ điển tại Tô Châu là nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật tạo vườn của Trung Quốc, khi thể hiện rất rõ nét giản dị, tinh tế nhưng cũng không kém phần lãng mạn của tài tử Giang Nam. Nói về vườn Tô Châu thì cả kết cấu và phong cách đều có những nét riêng, đình đài miếu mạo nè, đường xá cầu cống, ao hồ núi non, cây cỏ hoa lá đều đa dạng và phong phú. Tuy nhiên mỗi triều đại của Trung Quốc thì đều có một công trình tiêu biểu trong phong cách lâm viên này. Tiêu biểu cho thời nhà Tống chính là đình Thương Lương, tiêu biểu cho thời nhà Nguyên là rừng Sư Tử, tiêu biểu cho thời nhà Minh thì chính là vườn Chí Chính mà chúng ta đang xem đây. Còn Lưu Viên cũng ở Tô Châu lại là tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tạo vườn của nhà Thanh. Nói một chút về Chí Chính Viên thì đây là viên dạ Minh Châu trong bộ sưu tập lâm viên của Trung Quốc, được mệnh danh là một trong tứ đại lâm viên bên cạnh Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, Tỷ Thử Sơn Trang ở Hồ Bắc và người anh em Lưu Viên tại Tô Châu. Chí Chính Viên mang phong cách vườn cổ điển Giang Nam rất rõ, với tường trắng ngói xám, với đình đài lầu cát uốn lượn bên cạnh những hòn non bộ, được phối cảnh với rừng trúc và các loài hoa quý tượng trưng cho tiết thanh cao của người quân tử. Chí Chính Viên vào mùa nào cũng đẹp, cho nên là mình highly recommend nếu các bạn nào đến ghé thăm Tô Châu thì đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Vì đã mất cả buổi sáng đi xe đến Tô Châu nên là trong ngày đầu tiên sau khi thăm vườn Chí Chính thì tụi mình quyết định chỉ dạo quanh vòng vòng khu trung tâm thành phố, và tất nhiên địa điểm đầu tiên phải ghé thăm chính là hiệu sách S-Line, hay là tên tiếng Trung còn gọi là Trấn Thịnh Xu Tiên. Đây là một trong những địa điểm được check-in nhiều nhất khi đến khu CBD của Tô Châu, bên cạnh tòa tháp Tung Fan Tournament, vì nó có chiếc cầu thang 72 bậc, rộng 6m và cao 18m, trang trí vô cùng tráng lệ, mang tính biểu tượng cho cả hiệu sách này. Ngoài ra, điểm khiến S-Line trở nên đặc biệt là vì đây là một trong những đơn vị tiên phong trong việc phá vỡ khá nhiều quy tắc về xuất bản cũng như là in ấn, nhất là khi dám đưa vào giới thiệu những đề tài nghiên cứu về giới tính, về Đài Loan hay là bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái, vốn chưa có nhiều đầu sách được đề cập trước đây tại Trung Quốc. S-Line thực chất là một thương hiệu phức hợp mua sắm và giải trí đến từ Đài Loan, lấy hình thức hiệu sách làm chủ đạo. Vì là cửa hàng đầu tiên được đặt ở Đại Lục nên bên trong S-Line Tô Châu khá được chăm chút. Bên cạnh chiếc cầu thang nổi tiếng thì S-Line Tô Châu còn có cả những quầy văn phòng phẩm tinh tế, có cửa hàng đồ ngọt, quán cà phê, nhà hàng, thậm chí là cả cửa hàng quần áo được phân bổ trên nhiều tầng khác nhau. Đây là một thiên đường mà bất kỳ ai cũng có thể dành cả ngày thơ thẩn mà không biết chán. Xong rồi cho cái này với cái này vào luôn. Cái này không có vào nhá. Ờ, ok. Thank you.
Ngày thứ hai, chúng mình dành cả một ngày để tham quan và vui chơi tại đường Bình Giang, hay còn gọi là Phiến Trang Lu, nằm ở phía nam vườn Chiết Chính. Con đường này đã có 2.500 năm lịch sử và được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Đường Bình Giang chỉ cách phố Quan Tiền, Quan Chén Chia một đoạn đường hầm, nhưng mà bầu không khí lại cổ kính và mang nét yên tĩnh khác hẳn. Khu phố thì vẫn giữ được vẻ đẹp xưa, tuy đã có những quán bar, quầy lưu niệm, quán cà phê mọc lên, nhưng nhìn chung thì vẫn rất dân dã và đậm bản sắc. Vì là cung đường được nhiều du khách ghé thăm, chụp ảnh, cho nên là con đường này cũng có rất nhiều tiệm cho thuê hán phục với đa dạng kiểu thiết kế thuộc các triều đại khác nhau. Ban đầu mình với bạn mình cũng không tính thử vì giá khá là cao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không phải lúc nào cũng có dịp ghé thăm Tô Châu nên thôi thử luôn. Chỗ mình chọn là nằm ở một con hẻm nhỏ, nhưng mà các chị gái ở đây rất là dễ thương và chuyên nghiệp trong việc làm tóc và tạo hình. Mình chọn kiểu trang phục là phục trang thời Đường vì chất vải nhẹ nhàng, bay bổng. Mình cũng không thích hoa hòe loè loẹt cho nên là cũng nhờ chị gái quấn cho một cái kiểu đầu nào đó nó đơn giản vậy. Xong là mình và bạn mình là tức tốc đi chụp ảnh và lấy lại vốn hết 280 tệ. Thành quả gặt hái cũng ổn hết đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tính lì. Lối chi Ye bu neng xiang xin Ru zhi bang bo ming Wo man man de ting xue luo xia de shang yin Bi zhe yan jing huan sheng ta bu hui ting 你没办法靠近，绝不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢的品，雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛，漫天的雪无情。谁来陪这一生好光景？